hãy sống như đời sống. Em nán lại đây một lát để anh nghe nốt bài hát này. Tại sao anh lại muốn nghe bài hát này? Anh muốn nghe bởi vì bài hát này làm anh nhớ đến một anh bạn đồng nghiệp trong cùng công ty. Và tôi cũng sẽ kể cho tất cả mọi người một câu chuyện về một người đồng nghiệp trong chương trình Mùa Gió Ấm. Minh Phú ngày 29 tháng 3 năm 2017. Thân gửi các anh chị, em tên là Đàm Thị Hiền, mã nhân viên 1451, làm ở phân xưởng sơn nhựa. Chồng em là Lê Xuân Điệp, cũng làm ở xưởng sơn nhựa, bị mắc bệnh rối loạn nhịp tim, ngoại tâm thu thất từ lâu, giờ phải lắp máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Đây là căn bệnh bác sĩ đã bảo không thể chữa khỏi được, uống thuốc chỉ là cầm chừng. Khi mình già yếu, sức khỏe giảm sút thì bệnh càng nặng hơn. Chúng em hiểu điều đó có nghĩa là chúng em phải sống chung với lũ, nhưng không ngờ lũ lại ập về nhanh và lớn đến thế. Vợ tôi từ lúc lấy tôi và yêu tôi ấy, cũng đã biết là tôi có bệnh rồi, nhưng vợ tôi sẵn sàng gạt bỏ tất cả để lấy tôi. Thực sự trong thâm tâm tôi vẫn cứ thấy mình quá may mắn sống như cuộc đời này gặp được vợ tôi. Thực ra cứ nghĩ tiêu cực lắm nhé. Bác sĩ mình chỉ hỏi là thế bây giờ cháu không đốt được thì cháu có phải làm cái gì hay như nào để chữa không, thì bác sĩ lại bảo bây giờ ấy thì cháu chỉ còn cách là lắp máy thì mới duy trì được cái sự sống của cháu thôi. Thế thì mình cũng không suy nghĩ hay tính toán gì, mình hỏi luôn là thế chú cho cháu hỏi là lắp máy, lắp cái máy đấy hết nhiều tiền không, thì chú người bảo là nó rơi vào tầm 300, hơn 300. Thì đúng đấy, từ đúng thực sự là từ lúc đấy là mình suy sụp hoàn toàn. Khi mà ra khỏi phòng mổ thì chắc chắn là mình sẽ buông xuôi và kết thúc cuộc đời mình ở đây. Mình chắc mình cũng sẽ chọn con đường là xin vợ xin con tha thứ cho mình. Có lẽ mình cũng không thể vượt lên, xin phép cho mình được dừng đây để vợ và con mình không phải chịu khổ vì mình nữa. 300 triệu mình cũng không biết là xoay ở đâu ra nữa. Về gia đình thì hỗ trợ được rất ít vì hai bên ông bà cũng khó khăn ạ. Thế cho nên là được các bạn trong công ty cho vay, rồi là tiền hỗ trợ từ công đoàn, nên là có đủ số tiền để em có thể nộp cho bệnh viện. Thực sự từ tận đáy lòng em cảm ơn rất nhiều ạ. Khi về đến nhà thì trong đầu mình nghĩ ngay đến công việc, thì mình nghĩ ngay hoàn cảnh là chắc mình sẽ phải bắt buộc phải thôi việc để nghỉ ở nhà. Mình nghĩ viễn cảnh ra đấy thì mình cũng rất buồn. Nhưng mà một bất ngờ lớn xảy ra, anh Đông bảo là khỏe đi rồi đi làm rồi anh sẽ xếp cho có công việc phù hợp với sức khỏe của em đi. Thì sự lúc đấy là mình rất vui, mình không nghĩ rằng là lại được có thể được đi làm, được mặc quần áo công nhân màu gọi là màu xanh yêu thích của mình. Chỉ biết là cảm ơn công ty rất nhiều đã tạo điều kiện cho mình một người bệnh và giúp đỡ mình trong thời gian qua. Đó chỉ là một trong số vô vàn những hoàn cảnh còn khó khăn là những người đồng nghiệp của chúng tôi. Qua chương trình này, chúng tôi cũng muốn lan tỏa tình yêu thương tới tất cả mọi người và tới những hoàn cảnh còn vô cùng khó khăn, bất hạnh, để họ có thêm niềm tin và nghị lực hơn vào cuộc sống tươi đẹp.